Chào tất cả các bạn. Lần trước thì mình có đăng một cái bài mà liên quan tới việc là những cái quyển sách mà nên đọc cho con ở trong các độ tuổi. Và ngay sau đấy thì mình nhận được rất là nhiều những tin nhắn của các bậc cha mẹ hỏi là em có sách ở trong tay rồi nhưng mà nhiều khi em cũng không biết là làm như thế nào để sử dụng cho nó hiệu quả. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn bạn một số các kỹ thuật mà liên quan tới việc đọc sách để giúp cho con phát triển khả năng ngôn ngữ. Và vì là có rất nhiều nội dung cho nên mình sẽ xin phép được chia theo các độ tuổi. Hôm nay thì sẽ là độ tuổi từ 0 đến 6. Và ở trong cái độ tuổi này thì các bạn cũng biết là cái việc mà đọc sách cho con thì sẽ giúp cho con rất nhiều về khả năng ngôn ngữ. Và các cái cuốn sách mà mình hướng dẫn cho các bố mẹ ở lần trước á, thì nó sẽ chủ yếu tập trung vào việc là có những câu chuyện mà ngắn, đơn giản, trong đó có các cụm từ được lặp đi lặp lại để khiến cho con bạn thực sự sẽ nhớ về một cấu trúc câu hoặc là một mẫu câu nào đó. Và vì thế khi đọc thì bạn sẽ phải tận dụng hết tất cả những cái mẫu câu mà được lặp đi lặp lại này để giúp cho con bạn có thể nhớ được và sử dụng trong đời sống. Ngoài ra nữa thì cái việc mà chọn sách ở độ tuổi này mà khiến cho trẻ thích thú thì thực sự rất quan trọng. Là bởi vì nếu mà bạn chỉ chọn sách là bởi vì bạn nghĩ là nó tốt thôi thì chắc là không đủ để khiến cho một đứa trẻ thích sách, mà phải chọn sách dựa trên cái nhu cầu và mong muốn của trẻ. Và không phải chỉ ở độ tuổi này đâu, mà đến các độ tuổi sau thì cũng sẽ là như thế. Nguyên tắc là phải bắt đầu từ thứ trẻ thích rồi mới đến thứ bố mẹ thích. Và vì thế cũng sẽ sẵn sàng chuẩn bị một tâm lý là có những quyển sách mà bạn có thể phải đọc đi 100 hoặc 1000 lần cho con. Ví dụ như ở nhà mình chẳng hạn, những cái quyển sách như kiểu là quyển thơ của mình, thơ là dạy cho con mà phát triển ngôn ngữ thì mình đã đọc nó đến mức mà mình kiểu phát chán lên rồi á, nhưng mà các bạn vẫn yêu cầu thì mình vẫn đọc thôi. Hoặc là có cái quyển như kiểu là những niềm vui to thì chắc là mình sẽ phải đọc cái 1000 lần. Và các bạn hãy nhớ rằng là không sao hết, hãy cứ đọc cái gì mà trẻ thích. Và trong cái lúc đọc á, thì sẽ cố gắng thay đổi đi một chút, chỉ cần một chút thôi, để con hoặc là có thể phát hiện ra thứ mà bạn thêm vào, hoặc là để giúp cho trẻ có thể mơ mộng và sáng tạo hơn. Còn lại với các cái quyển sách mà bạn tự chọn thì sao? Thì đối với mình á, thì sẽ cố gắng ưu tiên những cái dòng sách mà đọc để tương tác như thế này. Ví dụ như quyển mà mình đang cầm ở trên tay có tên là Tưởng Khác Mà Giống. Một cái quyển sách mà rất là đáng yêu về các con vật. Trong đây thì sẽ nó không có nhiều những cái chữ để đọc đâu, mà chủ yếu là hình ảnh thôi. Và mỗi một cái hình ảnh này á, thì nó sẽ là tên của các con vật khác nhau. Thì khi mà bạn đọc cái quyển sách này á, thì cái điều đầu tiên mà bạn sẽ cần phải làm rõ cho trẻ, ví dụ như tiêu đề của quyển sách, hãy làm như mình nhé, Tưởng Khác Mà Giống, luôn luôn là sẽ là chỉ tay vào các chữ này, sau đó thì đọc một cách rõ ràng và chậm rãi, Tưởng Khác Mà Giống. Và đến khi mà con bạn đã thực sự là nhớ rồi á, thì bạn sẽ chỉ cần chỉ tay vào thôi và sẽ đọc một cách chậm rãi hơn nữa để con có thể nói theo bạn. Ví dụ Tưởng Khác Giống. Đấy là một cái cách thức mà để giúp cho con bạn làm quen với việc đọc. Và đối với các bạn mà học tiền tiểu học của mình á, thì mình cũng không có cái cách nào mà tốt hơn để giúp cho các bạn ấy biết đọc mà rất là nhanh chóng bằng việc là sẽ đọc theo như kiểu như vậy. Và không những thế, các bạn ấy còn hiểu được rằng là cứ mỗi một tiếng thì nó sẽ tương ứng với một âm và cách nhau bằng một khoảng trống. Mà điều này sẽ giúp cho bạn ấy nhanh biết viết hơn nữa. Thì các bạn hãy áp dụng cái điều đơn giản đấy nhá. Sau đấy thì có thể phân tích một chút, có thể đặt những câu hỏi liên quan tới bìa của quyển sách. Ví dụ như là tưởng khác là tưởng cái gì khác nhỉ? À, có thể là tưởng các con vật khác nhưng mà nó lại có điểm giống nhau. Đấy là điều rất quan trọng để giúp cho các bạn ấy chuẩn bị một cái tâm thế về một quyển sách là với các con vật. Còn có những cái quyển sách mà liên quan tới nhân vật chẳng hạn thì các bạn có thể chỉ, sau đấy thì các bạn sẽ hỏi về các nhân vật đó. Luôn luôn sẽ phải có bước gọi là khởi động như vậy các bạn nhé, để các bạn đấy sẵn sàng mà bước vào cái quyển sách mà sẽ đọc. Tiếp nữa thì khi mà đọc lật từng trang sách á, nhà mình thì cái điều này là quan trọng
đó là với các bạn từ 0 đến 6 tuổi, dù có đọc cái gì đi chăng nữa thì sẽ luôn luôn có một nguyên tắc là lật chậm, nhẹ và dịu dàng. Lật chậm, nhẹ và dịu dàng. Và từng trang một thì cái điều này nó rất là quan trọng để tránh cái tình trạng là các bạn đấy sẽ hoặc là vì không thích ấy, cho nên các bạn sẽ dở phát đến cái trang cuối cùng luôn, hoặc là các bạn sẽ kiểu lật cho nó nhanh, thì đối với mình là cái đấy là không được, hoặc là không được chấp nhận. Thì ở giai đoạn này các bạn ấy còn rất là dễ để làm quen với các nguyên tắc, cho nên bạn phải kiên trì với điều đấy, tức là lật chậm, nhẹ, dịu dàng, tức là lật rất là dịu dàng với trang sách và từng trang một. Chưa xong trang này, chưa, đợi đợi để mình học đọc sang trang này đã. Thì bạn Lạc nhà mình chẳng hạn thì trước đây bạn ấy sẽ lật rất là nhanh, nhưng mà bây giờ chỉ được khoảng 2 tháng thôi thì bạn đã làm quen với cái nguyên tắc ấy rồi, và bây giờ thì bạn sẽ đọc từng trang một và cố gắng chờ đợi đến cái trang mà bạn ấy thích. Thì ở từng trang thì bạn sẽ dừng lại và thường sẽ đặt các câu hỏi, ví dụ như là liên quan tới tên của các con vật hoặc là tên của các nhân vật. Đấy là câu hỏi mà các bạn có thể dừng lại ở từng trang. Cái thứ hai là có thể gọi tên một số các cái sự vật mà liên quan, ví dụ như có những cái trang mà có con bướm chẳng hạn, hoặc là con ong chẳng hạn, hoặc là có quả bóng bay chẳng hạn, thì các bạn sẽ rất là thích, cho nên là sẽ gọi tên các cái sự vật có liên quan. Tiếp nữa rồi các bạn mới có thể đọc, và trong quá trình đọc thì có thể đặt câu hỏi với thứ mà bạn đọc, ví dụ như là có con này là con gì nhỉ? À, con ngựa phi nhanh rầm rập. Hoặc là con này là con gì? Ví dụ như đây là con sư tử thì thong thả rình mồi. Và câu hỏi đặt ra là những con này á thì có điểm gì giống nhau và khác nhau? Các bạn có thấy cái cách mà mình dùng từ mình nói không ạ? Là giống nhau và khác nhau, nghĩa là bạn sẽ cần phải dùng ngữ điệu của giọng nói để thể hiện được một phần nội dung của trang sách. Chứ nếu mà bạn đặt là à đây con ngựa nhỉ, con ngựa này giống con hổ ở điểm gì nhỉ, thì chắc là các bạn ấy sẽ rất là khó theo dõi, hoặc là các bạn sẽ không thích. Nhiều khi á, đối với trẻ em chỉ cần thay đổi ngữ điệu một chút thôi là đã khiến cho các bạn ấy thực sự tập trung vào trang sách. Ví dụ như lúc mà nhà mình lúc mà đọc các bạn ấy không chú ý á, thì mình sẽ chỉ cần lên giọng hoặc là xuống giọng thôi. Ví dụ như ở trang này đó là tớ ngụ tại rừng rậm, còn tớ thì sống ở Bắc Cực, nơi mà có ông già Noel nhá. Thì cái cách mà mình đọc như vậy ấy, thì sẽ khiến cho các bạn ấy cảm thấy hấp dẫn hơn. Và đây là một cái loại sách mà gọi là sách tương tác. Còn có những cái loại sách mà nó sẽ thiên về nội dung như thế này thì mình cũng rất là khích lệ là đọc từ khoảng 4 tuổi trở lên, vì ở đây thì bắt đầu có nhiều nhiều nội dung rồi, và liên quan tới tranh rồi lại liên quan tới cả phần mà gọi là tiếng Anh nữa. Và mình cũng khích lệ là các bạn bắt đầu khoảng 4 tuổi trở lên thì nên đọc sách song ngữ. Đây cũng là cách mà mình giúp cho Nam làm quen với tiếng Anh từ rất là sớm. Đây là những câu chuyện mà nó có nội dung khá là sâu sắc, câu chuyện của mình luôn. Cái quyển sách này có tên là Chuyện Chỉ Con Mới Biết, là câu chuyện mà liên quan tới việc là bố mẹ chia tay nhau á. Mình thấy là ở trên thị trường á, sẽ là những cái sách mà ca ngợi về một gia đình mà đầy đủ, có cả bố và mẹ rồi sống rất là hạnh phúc. Và câu hỏi đặt ra là với những bạn mà bố mẹ chia tay nhau thì sẽ như thế nào? Các bạn đấy sẽ cảm thấy kiểu sẽ thấy rất là ngạc nhiên về cái mô hình gia đình của mình. Đây là những cái câu chuyện kiểu như thế. Mình còn có những cái câu chuyện mà về những mô hình gia đình mà rất là đặc biệt, như là hai người nữ hoặc là hai người nam. Và với mình thì trẻ con cũng rất là cần được hiểu về điều đó, hoặc là các bạn ấy có thể là hiểu về cái việc chia ly nữa, như kiểu là Bà Tôi Dần Dần Nhỏ Đi là cái cuốn sách mà dạy về việc là bà sẽ có một lúc nào đấy thì bị mất. Thì hoàn toàn trẻ con cần phải hiểu về thế giới theo một cách rất là công bằng và như vậy. Thì đây là những cái quyển sách mà nó có nhiều nội dung, và với những quyển sách này thì bạn cố gắng tránh là đừng hỏi từng trang. Nếu mà hỏi từng trang á, thì sẽ khiến cho cái mạch truyện nó bị mất đi, cho nên bạn sẽ hỏi sau khi mà đọc xong toàn bộ cái câu chuyện đấy bằng những cái câu hỏi ở trên 5 cái đầu ngón tay, đó là câu chuyện
nói về ai, câu chuyện diễn ra ở đâu, câu chuyện diễn ra vào thời gian nào, câu chuyện bắt đầu ra sao và kết thúc như thế nào. Nghĩa là năm cái đầu ngón tay này đủ cho nội dung của một câu chuyện. Và nếu bạn làm cái điều đó một cách rất là triệt để thì lên đến tiểu học bạn sẽ không cần phải băn khoăn về việc là con mình không thích sách hoặc là con mình kiểu là như là sẽ đọc sách mà chỉ là những cái truyện tranh thôi hoặc là đọc sách mà nhiều mà con vẫn kém văn. Và đấy cũng chính là câu hỏi mà mình sẽ trả lời thấu đáo hơn ở video thứ hai liên quan tới việc đọc sách cho các bạn ở tiểu học. Nếu các bạn vẫn còn tiếp tục quan tâm tới việc là đọc sách dành cho các bạn từ 0 đến 6 tuổi, băn khoăn bất kỳ nội dung nào thì các bạn cứ comment và mình sẽ sẵn sàng để trả lời cho các bạn. Vì mình tin chắc rằng các bạn là những ông bố và bà mẹ thực sự rất thông minh về mặt cảm xúc và hiểu rằng điều gì sẽ là tốt đẹp cho các con. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.